Lúc này ném vào chân bố rồi, đau quá. Làm sao vậy bố? Thằng sau nó ném cái này vào chân bố này, đau quá. Ha ha ha. Lại còn cười được. Hey, xin chào các bạn nha. Các bạn ạ, thì bây giờ nó đang là mùa dịch, không đi được đâu chơi các bạn ạ. Và mình phải đang ở nhà để trông làm bảo mẫu cho hai thằng nhỏ này. Đây, thằng này là thằng lớn nhất nhà mình. Xong đến thằng này, mình là thằng bảo mẫu của hai thằng này các bạn ạ. Không làm ăn được gì luôn. Hôm nay sẽ làm cái trò chơi gì nhỉ? Thì dạ. Hả? Vừa nhớ ra là thằng Bảo nó có một bộ màu mới rất là đẹp luôn. Đưa xem nào. Đây các bạn ơi. Đó, đâu rồi? Ơi đây, bị ngược. Ôi, nó vừa mới mua. Hôm nay chúng mình sẽ làm một cuộc thi tô màu, vẽ. Thi vẽ tô màu xem ai làm đẹp hơn nhá. Bảo sẽ vẽ nhân vật gì? Sẽ vẽ nhân vật San, hảo à? Được không? Cái San mình... ngầu, bé San. Ok nhá. Đang rất là hot trên trên YouTube. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ bé San. Được không? Hả? Thằng này cũng đòi vẽ à? Được, cho hai thằng một đội. Sao lại toát cái mồm ra rồi? Được, cho hai thằng này một đội. À, tự mình một đội. Chấp hai thằng nhỏ này để xem là ai vẽ bé San ngầu nhất các bạn nhá. Ok chưa? Chưa. Làm gì nữa? Cú cái này ra. Ok, đó, cho hai thằng vẽ, hai thằng một đội. Các bạn, đó. Giờ mình sẽ khơi cái này, cái hộp này nha. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ rứt giấy kia ra và bắt đầu thi vẽ nhá. Màu đây rồi, đó, họa sĩ Nhí đây. Đó, họa sĩ Nhí sẽ cầm bút lông, chúng ta sẽ thi vẽ. Nào, đưa bút tờ giấy nào. Đó. Con khui à? Ok, khui. Bây giờ bố sẽ lấy tờ giấy bố vẽ trước đây, xem ai là vẽ San ngầu nhất. Nhà mình được ba thằng đều là thích bé San hết. Hôm nay chúng mình sẽ vẽ bé San ngầu nhất. Mình chắc chắn là mình sẽ giành chiến thắng. Chắc là vẽ đẹp nhất. Đây đi. Đây, sẽ từ đầu này. Ok. Đấy, có tờ ra. Đâu cầm cái này, ừ đấy. Rồi. Ok, cẩn thận nhá. Đây, cho con kê lên cái này, được chưa? Kê lên để vẽ, nha. Đấy, màu đây. Con ok chưa? Ok. Được. Con biết vẽ, bố giúp con vẽ. Đó, đây là hai thằng một đội này. Oh no. Sao giấy lại như thế này? Không biết. Thôi, lại thằng này bóp rồi. Ok, mình sẽ lấy một tờ mới để mình vẽ bé San ngầu nhất các bạn ơi. Các bạn ơi, nhóm hai thằng này nó nhanh quá, nó đã bắt đầu nó cầm bút vẽ rồi. Mình chưa được xé được giấy cơ. Vừa nãy bị thằng nhóc con này nó vò mất rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ luôn lên trên quyển vở này. Và mình sẽ sử dụng cái bút đen này nha các bạn nhá. Bắt đầu mình sẽ vẽ bé San. Không cho bọn nó nhìn các bạn ạ. Không là nó ăn cắp mất ý tưởng của mình. Ồ, đội bọn này vẽ nhanh quá nhỉ. Bị phá rồi. Ừ. Thôi tức chưa. Ê. Không có thằng Bảo gì. Các bạn ạ, mình vẽ đã được bộ khung của bé San rồi các bạn nhá. Bạn ơi, bé San của mình bây giờ chỉ việc tô thêm màu nữa là đã rất là đẹp luôn các bạn ạ. Không biết là đội hai thằng nhóc kia nó thế nào rồi. Cho bố xem hình. Báo cho bố xem hình bé San. Không. À, được nhá, ok, để xem ai đẹp hơn nha. Được lắm. Để xem là ai tô màu đẹp hơn nữa nha. Ok. Tiếp tục tô nào. Lúc này ném vào chân bố rồi, đau quá. Làm sao vậy bố? Thằng sau nó ném cái này vào chân bố này, đau quá. Ha ha ha. Lại còn cười được. Bạn ơi, giờ mình có một ý tưởng là dùng cái khăn giấy để mà mình tô màu, nó không có chảy ra nha. Ồ, hay thế hả? Được lắm. Ồ, thì ra là sẽ lau màu như này hả? Ồ, hay quá nhỉ. Cô giáo dạy à? Đúng rồi. Chúng mình đang đến câu đoạn nước rút rồi. Mỗi thằng đều đang tô màu. Xem là ai tô đẹp nữa các bạn ạ. Đó, mình còn đang tô cái quần cho Sam nữa các bạn ơi.
Đội thằng này là có một thằng làm, một thằng chịu phá này các bạn ơi. Một thằng kia thì chịu vẽ, một thằng này chịu phá thôi. Ở đó nó đang phá. Bạn ơi, trên tay mình đây đang là bé San của do tay mình vẽ. Rất là ngầu luôn, không biết là các bạn xem cái bức vẽ này của mình các bạn cảm nhận nào nhá. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhá. Ngầu chưa các bạn ơi? Lộn các bạn ơi. Lộn. Tranh này là tranh của thằng cu sóc, thằng bé nhất nó vẽ. Ôi ôi. Họa sĩ này nhí vẽ đây. Đây của bé sóc này vẽ nhá, chứ không phải của mình. Lộn các bạn nhá. Đây các bạn ơi. Đây mới là bé San do tay mình vẽ các bạn nhá. Đó, ngầu chưa các bạn ơi? Đây này. Đó, đây là pháp bảo của bé San nhá. Đấy các bạn đây. Các bạn thấy bé San của mình vẽ như nào? Wow, đấy nhá, khá là giống luôn đấy. Bây giờ chúng mình đi xem cái bức vẽ của thằng Bảo nhá các bạn nhá. Ê Bảo, bức vẽ của con đâu? Ở đây. Hả? Cái gì đây? San đây ư? Đúng rồi. Đúng rồi á. Trời ơi. San gì mà quần què thế? Quần hoa, áo hoa các thứ thế. Rồi, lại còn cái gì đây? Đây là khúc xương à? Đúng rồi. Trời, San nó đâu có ăn xương. Ok. Ok các bạn ơi. Các bạn thấy bức bé San ai vẽ ngầu nhất? Đó. Kia, bức vẽ kia của thằng bé Tí kìa. Đây. Thằng này là bé San quần hoa, áo hoa. Đó, San của mình đây nha các bạn nhá. Yeah. Chào dơ cho các bạn xem. Đây hả? Trời ơi, các bạn xem bé San này này. Các bạn thích bé San nào? Cho mình biết phần bình luận nhá. Nhớ là đừng bình luận cho mình biết là các bạn thích bé San ngầu nào nhá. Ok. Vậy. Ây, thằng đây bé San của em bé nhỏ nhất đây. Bé San của em bé. Cái bé San này đó các bạn ơi, cái bé San này nó cái đầu đâu phải là cái chân, nó cũng đâu có cái đuôi đâu. Đây là cái đuôi hả? Đây nha, bây giờ còn bé San của thằng Bảo này các bạn ơi. Đây này, bé San của thằng Bảo. Trời ơi, các bạn xem này. Quần hoa áo ba màu, lại còn cái khúc xương này, nó buồn cười chứ các bạn ơi. Ơi đôi giày đỏ ngộ quá ta. Đó, San của mình nó phải thế này các bạn, đúng không? Các bạn đã xem pháp sư găng tơ rồi đúng không? Đó, San của mình các bạn có thấy giống không, cho mình biết ở phần bình luận nhá. Bây giờ chúng ta sẽ mang cho giám khảo đánh giá xem ai vẽ đẹp nhất, đúng không? Đúng không? Bởi vì chúng ta là người thi thôi. Bây giờ mình sẽ mang ra cho chị Hương xem ai là người vẽ đẹp nhất. Ủa thằng Bảo chạy nhanh đi. Nhanh đi. Ui, gì này? Chết, đang đấm lưng nhá. Ui, đấm lưng luôn à. Làm gì đây? Ui. Cái gì đây? Ui, lấy lòng à. À, mình biết rồi nhá, thằng này lấy lòng chị Hương các bạn ạ. Đây, bây giờ chị Hương đó đánh giá xem, đây là bé San do em vẽ này, đây là bé San do thằng Bảo vẽ này đấy, thì đánh giá xem ai vẽ đẹp này, hơn và giống hơn. Này Bảo vẽ hả? Đúng rồi. Đây này, nó còn vẽ cho bé San cái cục xương chó. Đấy, đây là bé San mình vẽ này, thì đánh giá xem ai vẽ đẹp nào. Bé Bảo vẽ đẹp nè. À, sao lại bé Bảo vẽ đẹp? Tô màu hài hòa. Hài hòa các bạn này. Đó, nhưng mà bây giờ chị Hương chắc chắn là bị thằng Bảo này nó mua chuộc rồi các bạn ạ. Nói các bạn vừa thấy nó ra, nó bóp lưng rồi nó đút xoài ăn cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Bây giờ là thấy khi vẽ cái là chạy ra chỗ chị Hương ngay này. Ok, chị Hương nó lấy mua chuộc rồi các bạn ạ. Đó, nhưng mà các bạn xem cái bức vẽ của mình là bức vẽ thằng Bảo, các bạn đánh giá xem và cho mình biết phần bình luận là ai vẽ đẹp hơn nhá. Nếu mà các bạn thích cuộc thi vẽ này của mình và thằng Bảo vẽ bé San ngầu thì các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ bọn mình nhá. Đó, thằng Sóc nó đang ngủ mất tiêu rồi. Thì các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ bọn mình nhá. Chào các bạn nhá. Chào.